Alo. 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 Nói này đủ to chưa? À, chào bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh ZoomV, một kênh chuyên về lập trình mobile dành cho những cái bạn nào đang có, sẽ có, sắp có nhu cầu tìm hiểu và làm về theo về những cái mảng về lập trình mobile ấy. Và đang có nhu cầu cần hướng dẫn, tìm hướng dẫn một những cái video, những cái làn hướng dẫn làm những cái app hay những cái app đơn giản, những à không những cái app mà làm theo một cách đơn giản nhất có thể. Ok, thì ở những video trước mình có hướng dẫn các bạn là tạo ra cái màn hình nghe nhạc ấy, và lần trước video gần đây nhất thì mình có hướng dẫn các bạn là add lời, add cái hiệu ứng âm thanh như này. Đó, đúng không? Vì ở video lần này mình hướng dẫn các bạn là cách làm nào để chơi nhiều bài nhạc. Đấy, bởi vì những video trước mình dùng có một bài nhạc thôi. Đúng chưa? Ok, bắt đầu nhá. Thì để chơi được một các bài nhạc thì mình sẽ tạo ra cho nó một cái object Java class này. Đấy. Một cái object nha. Mình object này mình sẽ đặt tên là bài nhạc đi. Đấy. Thì trong object này mình sẽ tạo ra cho nó một bài nhạc này. Bao giờ cũng có string này, tên, đúng chưa? Tên này, tiếp đến nữa public này, tiếp đến nữa là inter y ảnh chấm phẩy, tiếp đến nữa public inter y bài hát, tiếp đến nữa public arenid, string ar bài hát chấm phẩy, đúng chưa? Thì để được nhá, để được như thế nhá, thì tạm thời mình sẽ thêm cho nó một bài hát nữa là bài này. Mình sẽ thêm cho nó vào trong cái thằng drawable này. Ảnh của bài hát này. Và nội dung của bài hát. Ok chưa? Đó. Sau đấy sang bên main activity này. Lúc này đây thì mình sẽ tạo ra cho nó nhé một cái arenid. Arenid bài hát, bài nhạc này. Đấy, ARR. ARR bài nhạc. Bài nhạc ấy đấy. Bằng new tạo lên một cái arenid xong. Tiếp đến ở trong phần init này. Mình sẽ tiến hành ai không, không không quên đấy, thiếu. Hiện tại mình đang bị thiếu. Hiện tại mình đang bị thiếu. Mình sẽ thiếu đầu tiên là cái vị trí bài nhạc mà mình đang chơi. Mình sẽ đặt là index này. Index bài nhạc. Có nghĩa cái bài nhạc mà các bạn đang chơi đang là bài nhạc số mấy trong cái nít kia. Đúng chưa? Tiếp đến nữa này. Là mình sẽ tạo ra một cái biến là bài nhạc. Là chính là bài nhạc đang chơi ấy. Rồi. Sau khi có ba biến này xong nhá, ở trong thằng init mình sẽ tiến hành mình new. Mình tạo ra khởi tạo thằng này trước này. Sau đó mình tạo ra một bài nhạc tên là Bimbo chẳng hạn. Được chưa? B1 này nhá, mình sẽ new lên. Đấy, new lên. Sau đó
Sau đó cái B1 này, mình sẽ đầu tiên mình sẽ set tên. Mình sẽ tên bài 1 tên là gì nhỉ? Xem project cũ mình để bài 1 tên là gì nhá. Cái bài số 1. Không phải bài này, chính là bài này cơ. Tiếp đến bài 1 này, chấm ảnh của bài 1 là gì? Ảnh đúng không? Ảnh chấm, nó chính là r chấm drawable chấm bài 1 đó. Tiếp đến nữa B1 chấm, không thể thiếu được bài hát được, bằng r chấm rau chấm bài 1 đó. Cuối cùng là cái lời nhạc của bài hát. Ủa? À chết, mình là để private à? Mình sẽ khởi tạo lên này. Chấm phẩy. Chấm add 0 lời đi, mình sẽ ghi là 0 lời. Được chưa? 0 lời. Đó. Ctrl D. Thêm cho nó 3 lời gì đi. Rồi, tiếp đến nhá. Sau đó thì mình sẽ cái bài, mình sẽ gọi cái Arenit lời bài hát, à bài bài nhạc của mình add thêm cho nó thằng nào rồi nhỉ? Thêm cho nó thằng thêm cho nó thằng B1 đó, tương tự như thế nhá. Bây giờ mình copy thằng này và mình sẽ sửa, mình thêm cho nó cái bài số 2 đó. Bài số 2 thì cái ảnh của nó là Ranke. Cái tên tên sorry tên của nó là Ranke đấy. Ảnh của nó chắc chắn là bài 2 rồi, nhạc cũng là bài 2, nhưng mà hai cái bài này đều là nhạc không lời đó. Sau đấy xong nhá, sau khi đấy xong thì ở đây mình sẽ viết ra một cái hàm, mình sẽ tạo ra một cái hàm để chọn cái bài nhạc đang chơi. Được chưa? Thì ở đây nhá, private này, mình tạo void này, này chơi bài nhạc đi đấy, mình chuyển vào cho nó một biến y đi, một biến y. Rồi thì đầu tiên mình sẽ phải lấy ra cái bài nhạc mình đang chơi trước đã. Bài nhạc mình đang chơi chấm, bài nhạc mình đang chơi là bài bằng này, bài nhạc bằng arr bài nhạc chấm get vị trí được bao nhiêu, chính là cái vị trí từ index bài nhạc đấy, chấm phẩy. Được chưa? Sau khi mình đã lấy ra là bài nhạc chơi đúng không, thì mình cần đổ lên trên này, thì các bạn chú ý một chút nhé. Khi đầu tiên khi mà mới vào ấy, ở trong hàm setup ấy, thì có phải là sợ là sau khi bấm cho cái số setup đâu nhỉ, đầu tiên là mình sẽ set có cái hàm set ảnh nền đúng không, Ctrl X mình set cái ảnh nền trước đã. Ảnh nền của nó ấy, thì mình sẽ không phải lấy là cái ảnh nền đầu tiên nữa, mà mình sẽ lấy ra cái ảnh nền của bài nhạc à, chấm này set chấm ảnh, đúng chưa? Đấy. Sau khi đấy xong này, cái này cần nghiên cứu lại một chút này. Có nghĩa bởi vì khi bấm cái thằng play này thì mình mới chơi nhạc đúng chưa? Thì ở đây nhá,
Mình chỉ cần copy thằng này. Mình muốn setup cho nó mà. Mình muốn setup cho nó thì mình paste dưới đây và thay thế nó vào bằng cái thằng bài nhạc chấm bài hát. Đấy, lấy cái bài hát ra setup cho nó. Và ngay sau khi setup, ngay khi setup xong thì chắc chắn nó sẽ chạy thôi. Nhưng có vấn đề nho nhỏ một chút. Có vấn đề nho nhỏ một chút. Là chạy xong thằng này này, nó xong rồi đấy. Có vấn đề nho nhỏ là bởi vì ấy, cái index bài nhạc này thì ngay từ đầu nó bằng 0 đúng không? Đấy, ngay từ đầu. Và mỗi lần các bạn bấm hai cái nút này thì phải chuyển bài cho nó. Ôi mà nó cứ bị đánh nhau với cái thằng lò ấy kia nên mình cũng chả biết làm nào. Mỗi lần các bạn bấm chuyển bài thì các bạn phải chuyển bài cho nó. Alo? Alo? Chuyển bài cho nó thì khi bấm vào đây này thì cái vị trí mình sẽ lấy ra cái bài tiếp theo trong cái aric bản nhạc. Nhưng nhỡ may ví dụ hiện tại bản nhạc mình đang có hai bài, nó bấm tăng cái lên lấy ra bài số 3 thì nó không có bài số 3, chắc chắn nó sẽ bị lỗi đúng không? Nên đây mình phải kiểm tra trước. Mình sẽ cho cái biến index bài nhạc này bằng index bài nhạc cộng thêm cái biến y. Đó, có nghĩa là nó sẽ tăng ở đây, tăng cái số, cái tăng cái bài hát tiếp theo ở đây. Đúng chưa? Và sau khi đấy xong nhá. Và ở đây mình sẽ gọi ra, mình sẽ kiểm tra gọi ra cái thằng biến index này, index bài nhạc đấy, xem nó có bằng cái arr bài nhạc chấm size hay không. Nếu như nó bằng là đã vượt quá rồi đấy thì ngay lập tức cái index bài nhạc của mình sẽ bằng không, đúng chưa? Đấy, chuyển về chơi bài đầu tiên ấy, kiểu xoay vòng ấy. Còn nếu phải kiểm tra lần nữa, nếu như cái biến index bài nhạc mà nó bằng bằng trừ một chắc chắn là sẽ không lấy được ở trong, không lấy được ở trong cái arr bài nhạc ấy. Nên là cái index bài nhạc đây sẽ bằng arr chấm bài nhạc chấm size trừ đi một, có nghĩa là nếu như mà bằng không thì sẽ quá quá cái bài số 0, nó sẽ chơi bài cuối cùng, được chưa? Thì sau khi đấy nhá, sau khi đấy xong rồi thì ở trong hàm setup, cái thằng setup đây các bạn gọi ra cho mình, các bạn gọi chơi nhạc, các bạn chuyển cho mình biến không. Bởi vì nhá, trong cái thằng chơi nhạc này mình có gọi cái thằng bắt đầu chơi nhạc để chạy luôn ấy, thì nghe nó khi mà mới vào app đã chạy nhạc luôn thì nghe nó không hợp lý lắm đúng không? Thì ngay khi chơi bài đầu tiên xong thì mình ấn stop, mình gọi dừng nhạc lại, đúng chưa? Đấy, dừng nhạc lại thì rồi. Đấy, bây giờ thử chạy lên xem được cái gì nhá. Ấy quên chết thiếu ấy. Quên, trong hàng setup mình chưa setup cái lời bài hát cho để nó chạy. Thì các bạn kéo xuống đây thì lúc này này, mình sẽ gọi arr bài hát này chấm clear chấm arr lời bài hát chấm add on, truyền vào cái lời bài hát của thằng bài nhạc này chấm arr bài hát. Đó, đúng chưa? Ngon này chưa? Mày chạy lên xem được cái gì nhá. Chạy này. Lách này. À. Chết, quên, mình chưa xem sự kiện lách. Ok. Thì các bạn sang bên main activity này. Các bạn chọn vào cái icon này. Đấy. Mình sẽ gọi cho nó cái hàm on click ở đây. On click
chơi bài trước. Rồi nó sẽ báo đỏ. Các bạn kích chuột vàng đây, các bạn chọn correct. Có nghĩa là nó sẽ correct cái tạo ra cái hàm chơi bài trước này cho mình. Thì có nghĩa mỗi lần mà các bạn nhấn cái nút nút này này thì tương đương với việc là các bạn xử lý code ở trong này. Đó. Thì đơn giản với cái thằng image view này, mình cũng gán cho nó một cái thằng on click chơi bài 6. Alo, nghe rõ chứ? Mic cứ bị chập chang nhỉ. Rồi, và ở đây đơn giản thôi, mình sẽ gọi ra cái hàm mà chơi bài nhà. Mình chơi bài trước thì mình sẽ trừ đi một đơn vị đó, còn chơi bài sau mình sẽ cộng cho nó một đơn vị. Đấy, thế là chơi thôi, bấm run nó xem được cái gì này. Đó, ổn chưa? Nhưng bây giờ có hai cái mình cần phải thay đổi. Thứ nhất ảnh này, ảnh này thì nó thay đổi rồi đúng không, nhưng cái ảnh này chưa được thay đổi, và cái tên bài hát cũng chưa được thay đổi. Ok, thì đơn giản thôi. Thì đầu tiên nhá, các bạn tìm đúng cái text view trước này, mình sẽ gắn cho nó này ID txv tên bài hát, đúng chưa? Copy à, sang bên main activity này. À, các bạn cho mình thêm một cái thằng text view tên bài hát, sau đó là ánh xạ nó này. Và ở cái lúc mà các bạn set up cái bài hát ấy, thì đây này, các bạn chỉ cần gọi r gọi txt tên bài hát chấm set text, gọi cái bài nhạc ra và lấy ra cái tên đẩy cho nó là xong. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thằng ảnh imcd này, đúng chưa? Thì mình có ánh xạ cho nó rồi, thì ở đây mình chỉ gọi là imcd chấm set image resource. Các bạn gọi cái ảnh của cái thằng bài nhạc ra và set cho nó là xong. Bước lan lại xem cái gì, rồi ngồi lại hưởng thụ thành quả. Chạy đó, các bạn thấy tên bài nhạc chưa? Đấy, nó ổn chưa? Ổn không? Quá ổn, quá ngon. Ok, đó, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một cái màn hình, đại khái một cái màn hình khá là cơ bản của một cái app chơi nhạc, màn hình xịn sò ấy, nhìn cũng gọi là xịn sò ấy. Đấy, thì video lần này, cái nít video này xin được dừng lại ở đây. Ok, thì nếu như các bạn thấy hay nhá, nếu như các bạn thấy hay, các bạn nhớ ủng hộ mình một like. Đấy, và nếu như các bạn còn nếu như ủng hộ mình một like, và nếu như chia sẻ được video thì càng tốt. Đấy, ok, video nếu như mình sẽ up cái file support này. Đấy, nó chứa thứ nhất là cái thư viện, thứ hai là những cái đoạn code mẫu mình có nhắc ở trong video ấy, và thứ ba là những cái ảnh đấy, hay là cái bài nhạc. Ok, video của mình lần này xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học trình vui vẻ. Bye bye. Nhớ ấn subscribe kênh mình nhá.